Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng quý tôn đức tăng ni và quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Kính thưa quý vị, có một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi. Đó là những câu thơ ca ngợi về nghề dạy học đầy cao quý. Hôm nay ngày 20 tháng 11, ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam, xin được kính chúc những người thầy luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp chồng người. Đến với bản tin thời sự hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2021, tức ngày 16 tháng 10 âm lịch, có những tin tức đáng chú ý sau đây. Đại lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và các cán bộ chiến sĩ hy sinh vì dịch bệnh Covid-19 đồng loạt diễn ra trên cả nước. Hà Nội chùa Bằng khai đàn dược sư truyền thống 7 ngày lần thứ 16. Thành phố Hồ Chí Minh lễ họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam tại quận 8. Tin Phật giáo quốc tế, chùa Đông Đại niềm tự hào về kiến trúc nghệ thuật Phật giáo xứ Phù Tang. Sau đây kính mời chư tôn đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, hướng công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, chiến sĩ hy sinh vì Covid-19, tối qua ngày 19 tháng 11, tiếng chuông U Minh trầm hùng đã đồng loạt ngân vang trên khắp mọi miền đất nước. Trong không khí trang nghiêm, đại lễ tưởng niệm linh thiêng đã diễn ra tại khắp các chùa. Chư tăng Phật tử đồng bào đã thắp lên những ngọn nến lòng để cầu nguyện cho đồng bào đã mất được siêu thoát, người ở lại được bình an. Chiều ngày 19 tháng 11 năm 2021, tại chùa Vạn Phúc, thôn Đoài, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Sóc Sơn kết hợp cùng chư tăng chùa Vạn Phúc tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh, tăng ni đã viên tịch, Phật tử và đồng bào các giới không may đã qua đời vì dịch bệnh Covid-19. Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Đại đức Thích Viên Giác, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Sóc Sơn. Đại đức Thích Chí Thuần, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Sóc Sơn cùng chư tôn đức tăng ni Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Sóc Sơn và chư tăng bản tự. Về phía chính quyền, có quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại và đại diện Phật tử đạo tràng chùa Vạn Phúc. Tại buổi lễ, Đại đức Thích Viên Giác, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Sóc Sơn đã đọc văn tưởng niệm, siêu độ các nạn nhân tử vong trong đại dịch Covid-19. Đại đức chia sẻ, đại dịch Covid-19 đã và đang là những thảm họa của nhân loại, tạo ra những hậu quả nặng nề, lấy đi nhiều sinh mạng con người trên thế giới. Tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì đại dịch, những người đã nằm xuống do dịch bệnh Covid-19. Mỗi tăng ni, Phật tử hãy cùng nhau thắp lên nén hương của lòng biết ơn, của tinh thần từ bi, tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ, lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, với quốc gia, dân tộc. Chúng ta hãy cảm thông, thấu hiểu và hành động một cách trách nhiệm. Hãy làm những điều gì đó, cho dù nhỏ nhất, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, trước ban thờ Phật, chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã dâng hương tưởng niệm những nạn nhân đã mất vì dịch bệnh, đồng nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, Phật pháp xương minh. Tại tỉnh Bình Dương tối ngày 19 tháng 11, tức ngày 15 tháng 10 năm Tân Sửu, tại chùa Hội An, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm tổ chức đại lễ kỳ siêu và thắp nến tưởng niệm cho các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh và đồng bào các giới không may đã qua đời vì đại dịch Covid-19. Buổi lễ trang nghiêm diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Huệ Thông, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, cùng chư tôn đức thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và thành phố Thủ Dầu Một, cùng sự tham dự của chính quyền các ban ngành, tỉnh ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành lãnh đạo chính quyền tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một, Phật tử trong tỉnh và đại diện các gia đình có người thân tử vong do Covid-19 cũng đến tham dự lễ tưởng niệm. Trên tinh thần âm siêu dương thái, mong muốn cầu nguyện cho người mất được siêu thoát,
đồng thời cũng cầu cho người hiện hữu có được sự yên bình, hạnh phúc, dịch bệnh sớm tiêu trừ để xã hội được bình an. Đại lễ kỳ siêu nhằm thể hiện sự tri ân tôn kính và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ tham gia trong công tác phòng chống dịch và xoa dịu nỗi đau với những gia đình có người thân mất vì dịch bệnh COVID-19. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Ban Trị sự Phật Giáo tỉnh Bình Dương với lòng từ bi và giới đức trang nghiêm của mình cùng tăng ni tín đồ Phật tử và chính quyền các cấp đồng thực hiện nghi thức thắp nến truyền đăng cầu nguyện chư hương linh quá vãng vì dịch bệnh COVID-19. Chư Tôn Đức tiếp nhận ánh sáng từ bi trí tuệ từ Đức Thế Tôn trao đến với đại chúng tham dự. Ánh sáng ngọn nến biểu trưng cho trí tuệ và hơi ấm ngọn nến biểu trưng cho tình thương. Nương vào trí tuệ và tình thương của Đức Phật, nguyện chư hương linh được siêu thoát về cảnh giới an lành. Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm thắp nến tri ân, Hòa Thượng Thích Thiện Duyên chủ trì buổi lễ cùng Chư Tôn Đức Ban Nghi lễ Phật Giáo tỉnh tiếp tục thực hiện nghi lễ tâm linh truyền thống Phật giáo, dâng sớ kỳ siêu và chúc thực cho chư hương linh, nhất tâm cầu nguyện cho anh linh cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh, hương linh đồng bào các giới không may đã qua đời trong đại dịch, được siêu sinh về cảnh giới an lành. Đại lễ kỳ siêu diễn ra trước bối cảnh đại dịch COVID-19 còn đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, Chư Tôn Đức và lãnh đạo chính quyền các cấp đến tham dự tại đại lễ cầu siêu đều thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng. Buổi lễ kết thúc trong sự trang nghiêm, xúc động với tất cả những người tham dự. Tối ngày 19 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 đồng tổ chức lễ thắp nến, thả đăng, tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ tuyến đầu hy sinh trong đại dịch COVID-19 tại Chùa Pháp Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 19 tháng 11, rằm tháng 10 năm Tân Sửu, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 đồng tổ chức lễ thắp nến, thả đăng, tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ tuyến đầu hy sinh trong đại dịch COVID-19 tại Chùa Pháp Hoa. Trong không gian thanh tịnh thiêng liêng tại Chùa Pháp Hoa, Đại Đức Thích Thiện Châu, sám chủ buổi lễ, đã sướng bài kệ thỉnh chuông, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Theo đó, Chư Tăng thỉnh nến từ bàn Phật để đưa xuống hội trường chính nơi diễn ra lễ thắp nến tưởng niệm. Đúng 8 giờ 30 phút, khi các chùa trên cả nước đồng thỉnh 3 tiếng đại hồng chung, vang khắp hư không, nơi điểm cầu Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức dâng hương hoa đăng tưởng niệm. Theo dõi trực tuyến, nhân dân cả nước cùng hướng tâm dành một phút mặc niệm tưởng nhớ hơn 23.000 đồng bào tử nạn, tri ân hàng ngàn thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh trong cuộc chiến không tiếng súng, đại dịch COVID-19. Những ngọn nến trên tay lần lượt được lãnh đạo chính quyền tăng ni Phật tử người thân nạn nhân COVID-19 thả xuống bờ kênh Nhiêu Lộc, mang lòng cầu nguyện đến các vong linh tử vong vì COVID-19 được nương tựa về miền Lạc Quốc. Trước đó, lễ tưởng niệm cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 tổ chức vào ngày 19 tháng 11 năm 2021 nhằm ngày rằm tháng 10 năm Tân Sửu tại hai địa điểm làm chùa Minh Đạo phường 9 và chùa Pháp Hoa phường 14 quận 3 đã được thành tựu viên mãn. Chương trình lễ tưởng niệm đã được tổ chức vào sáng cùng ngày để cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh sớm đi qua, cầu siêu cho chư hương linh không may qua đời trong đại dịch. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 đã trang nghiêm thực hiện các nghi lễ tâm linh của Phật giáo, tụng kinh cầu nguyện và trai đàn chẩn tế. Vào lúc 13 giờ tại chùa Minh Đạo đã chính thức khai đàn chẩn tế nguyện cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, cầu siêu chư hương linh nạn nhân do dịch bệnh COVID-19. Ban tổ chức đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó trưởng ban thường trực Ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, sám chủ. Thưa quý vị, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Chư ni Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại chùa Thanh Tâm đã trang nghiêm thiết lễ hoa đăng tưởng niệm đồng bào chiến sĩ đã ra đi vì đại dịch COVID-19. Thực hiện theo lời kêu gọi của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch bệnh COVID-19,
tối ngày 19 tháng 11 năm 2021, 15 tháng 10 năm Tân Sửu, chư ni Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, chùa Thanh Tâm cũng thiết lễ hoa đăng, tụng kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà, niệm Phật, ngồi thiền để tưởng niệm đồng bào tử vong và chiến sĩ đã hy sinh vì dịch bệnh COVID-19. Buổi lễ trang nghiêm diễn ra dưới sự chủ trì của Ni Sư Thích Nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam. Trong không gian thanh tịnh của chùa Thanh Tâm, Phật cô đơn, lời kinh vang vọng cùng với sự nhiếp tâm cầu nguyện của đại chúng cho những người đã mất được siêu thoát và người người đều được an lành trong ánh từ bi của mười phương chư Phật. Còn tại tỉnh Kon Tum, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trang nghiêm tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm tại chùa Huệ Chiếu, văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại đức Thích Nhuận Pháp, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng chư tôn Thiền đức tăng. Buổi lễ còn có ông Nguyễn Xuân Châu, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum và Phật tử cùng tham dự. Đúng 20 giờ, tiếng chuông chùa ngân lên, chư tôn đức dành những giây phút lắng động nhất, tắt đèn, thắp nến, tưởng nhớ, tiễn biệt đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19, nguyện cầu cho các hương linh được siêu thoát. Trung ương Giáo hội đã tạo điều kiện quan tâm để cho tất cả chư tăng ni trong toàn đất nước cũng như các tỉnh thành nhất tâm làm lễ cầu nguyện lên mười phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng chứng minh gia hộ để cho tất cả nhân dân của đất nước Việt Nam nói chung, trong đó có người tín đồ của Phật giáo, luôn luôn được sức khỏe an lành, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khói, và nhất là dịch bệnh COVID không có lan truyền và được tiêu diệt không còn ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta nữa. Trong khi sắp xếp công việc để làm lễ thì chúng tôi cũng tuân thủ theo 5K mà nhà nước đã đề đạt ra và luôn luôn nhắc nhở. Ở tại tỉnh Kon Tum cũng luôn luôn có công văn nhắc nhở là phải giữ gìn 5K. Chúng tôi từ ngoài ngõ đi vô cũng đã có chai thuốc sát khuẩn, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt vào trước chánh điện. Ai chưa có thì cũng phải làm thủ tục đó trong khi vào trong chánh điện để làm lễ. Và ngoài cái việc mà thực hiện 5K đó thì vào chánh điện chương trình trước hết là cầu nguyện hồng ân tam bảo, chứng minh gia hộ để cho nhân dân toàn thể đất nước Việt Nam nói chung và cho tỉnh Kon Tum nói riêng được sức khỏe an lành, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khói, nhất là dịch bệnh COVID không có lan truyền và dứt hẳn không còn tái thiết ở trong đất nước Việt Nam nói chung và trong tỉnh Kon Tum chúng ta nói riêng. Thứ đến là gia tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và cầu nguyện cho tất cả những người mà đã bị bệnh COVID qua đời trong đất nước Việt Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh vừa qua và tất cả trên các tỉnh thành của đất nước, nhờ cái công đức cầu nguyện chư Phật Bồ Tát phóng quang tiếp độ để cho tất cả các cái hương hồn đó được nhẹ nhàng đi về cảnh giới an lạc.
và luôn luôn cầu nguyện làm sao để cho đất nước được đem lại ổn định, nhân dân làm ăn ngày càng được phát triển tốt đẹp trở lại như những thời gian các cái năm trước, để cho nhân dân được ấm no, được hạnh phúc và được bình yên. Đó là những cái điều mà chúng tôi đã thực hiện theo công văn của Trung ương Giáo hội đề ra. Trong không gian trang nghiêm và tĩnh lặng, chư tôn đức cùng Phật tử đã thắp lên ngọn nến lung linh, nhất tâm cầu nguyện hướng về đồng bào tử vong và chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19, cầu nguyện cho các vong linh sớm được siêu thoát. Lễ tưởng niệm cũng là một lời nhắc nhở những người còn đang sống. Đại dịch rất khốc liệt, những tổn thất về vật chất và tinh thần là không thể đong đo đếm. Mọi người phải luôn nâng cao ý thức tự giác để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Mọi hoạt động trong buổi lễ đều đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Hoạt động này nhằm xoa dịu nỗi đau các gia đình có người thân tử vong do Covid-19, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, yêu thương, tiếp tục động viên khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng chống dịch. Vào lúc 20 giờ tối ngày 19 tháng 11 năm 2021, rằm tháng 10 năm Tân Sửu, chư tôn đức trang ni tại các tự viện trong tỉnh Đắk Lắk đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến dâng hương tưởng niệm và cầu siêu đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19. Dưới ánh từ bi của 10 phương chư Phật tại các tự viện tịnh xá như chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thành phố Buôn Mê Thuột, tịnh xá Ngọc Quang, chùa Phổ Tế, thị xã Buôn Hồ, chùa Hoa Nghiêm, huyện Cư Em Ga, chùa Quảng Trạch, huyện Lắk, chư tôn đức tăng ni Phật tử hiện diện tại buổi lễ đã thành kính thắp nén tâm hương dâng lên tưởng niệm đồng bào chiến sĩ tử vong trong lần đại dịch đau thương, cùng đồng nhất tâm cầu nguyện tha lực từ bi của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cho những người đã mất trong đại dịch được siêu sanh về cõi lành, và nguyện cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho nhân dân bá tánh trên thế giới nói chung và đồng bào Việt Nam nói riêng vượt qua những biến thể phức tạp của đại dịch Covid-19, sớm trở lại cuộc sống an lành. Tại tỉnh Trà Vinh, chiều ngày 19 tháng 11 năm 2021, 15 tháng 10 năm Tân Sửu, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chùa Vĩnh Phước, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, chư tôn đức tăng ni Phật giáo huyện đã trang nghiêm tổ chức buổi lễ tưởng niệm, cầu siêu cho đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19. Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Kandapano, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban trị sự tỉnh, trưởng ban trị sự huyện Châu Thành, chư tôn đức tăng ni thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Trà Vinh và huyện Châu Thành. Buổi lễ còn có ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh cùng các cấp chính quyền địa phương tham dự. Vừa qua, cơn bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ tư đã lấy đi những sinh mạng quý giá của đồng bào ta, trong đó có những chiến sĩ tình nguyện viên đã hy sinh thân mình, không tiếc sinh mạng để ra tuyến đầu chống dịch để bảo vệ an toàn cho người dân. Buổi lễ tưởng niệm cầu siêu cho đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19 nhằm thể hiện sự sẻ chia chân thành và sâu sắc trước những mất mát, đau thương của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân và lan tỏa tình nhân ái, yêu thương và biết ơn, tiếp tục động viên khích lệ tinh thần đến các lực lượng đang tham gia phòng chống đại dịch. Đây cũng là dịp phát huy truyền thống bao đời của dân tộc Việt Nam, luôn quật cường trước mọi khó khăn, thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nghi thức truyền thống của Phật giáo và nghiêm túc thực hiện theo quy tắc 5K của Bộ Y tế. Cũng tại tỉnh Trà Vinh tối qua, ngày 19 tháng 11 năm 2021, rằm tháng 10 Tân Sửu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Càng Long kết hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trang nghiêm tổ chức buổi lễ cầu siêu tưởng niệm đồng bào tử vong vì dịch bệnh Covid-19 tại quảng trường huyện Càng Long, thị trấn Càng Long, tỉnh Trà Vinh, với sự tham dự của chư tôn đức thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Càng Long và đại diện chính quyền các ban ngành huyện Càng Long cùng các hộ gia đình có thân nhân bị mất vì dịch bệnh Covid-19. Tính đến nay, cả nước ghi nhận tổng cộng hơn 23.000 người tử vong do Covid-19, hàng nghìn trẻ em phải mồ côi. Riêng tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận 35 trường hợp nạn nhân tử vong vì dịch bệnh Covid-19.
Hiện tại, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến rất phức tạp. Có thể nói, ở Việt Nam, từ năm 1975 đến nay, đại dịch lần này là tổn thất về người lớn nhất. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Niên, trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Càng Long đã thay mặt ban tổ chức dâng lời tưởng niệm đến đồng bào và chiến sĩ đã ra đi trong cơn đại dịch lần này. Ông cũng cho biết, trong hoàn cảnh khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, vẫn bừng sáng lên tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc của đồng bào. Đặc biệt trong thời gian qua, quý tăng ni Phật giáo, quý vị chức sắc, chức việc các tôn giáo đã tình nguyện đăng ký tham gia ra tuyến đầu chống dịch, đăng ký nơi thờ tự làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly cho bệnh nhân mắc COVID-19. Những hành động và nghĩa cử cao đẹp góp phần kết nối tình đoàn kết, chia sẻ, yêu thương của đồng bào các tôn giáo cùng với nhân dân và cả hệ thống chính trị, nâng cao tinh thần quyết tâm chống dịch, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, mang lại sự bình yên cho mọi người. Thay mặt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ông Dương Văn Sĩ đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cũng như sự giúp đỡ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với các nạn nhân đã mất. Ông cũng cho biết, lễ tưởng niệm này sẽ tiếp thêm động lực cho những người ở lại vượt qua những khó khăn, sớm trở lại với cuộc sống bình thường mới. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, toàn thể hội trường đã cùng dâng hương tưởng niệm những nạn nhân đã mất vì dịch bệnh, đồng thời thắp lên những ngọn nến lung linh, cầu nguyện cho các vong linh sớm được siêu thoát, cùng chia sẻ, xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do dịch COVID-19. Dịp này, ban tổ chức cũng dành tặng những phần quà gửi tới các hộ gia đình có người thân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tối ngày 19 tháng 11 năm 2021, tức ngày 15 tháng 10 năm Tân Sửu, chùa Từ Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã trang nghiêm thỉnh chuông, thắp nến, dâng hương tưởng niệm và cử hành nghi lễ cầu siêu cho các hương linh tử vong vì đại dịch COVID-19. Trang nghiêm cử hành buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó trưởng Ban trị sự kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Từ Lâm, chư tôn đức trong bản tự cùng quý đạo hữu Phật tử. Nghi lễ cầu nguyện được chùa Từ Lâm tổ chức trang nghiêm nhằm tưởng niệm, cầu siêu, chia sẻ những mất mát đau thương của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân, lan tỏa tình nhân ái yêu thương, tiếp tục động viên tinh thần tham gia phòng chống dịch. Đây cũng là dịp phát huy truyền thống đại đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, hộ quốc, an dân, vượt qua khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo ghi nhận tại Thừa Thiên Huế, ngoài chùa Từ Lâm có rất nhiều tự viện, niệm Phật đường, đồng thỉnh chuông, thắp nến, cầu nguyện cho các hương linh tử vong vì đại dịch COVID-19 được siêu sinh Phật quốc. Hoạt động ý nghĩa này diễn ra đồng thời với lễ tưởng niệm do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trong cả nước có kết nối với điểm cầu tại thủ đô Hà Nội tổ chức. Thưa quý vị, tại tỉnh Đồng Tháp, tối qua ngày 19 tháng 11, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì COVID-19. Buổi lễ trang nghiêm diễn ra tại chùa Phước Hưng, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Quang Lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Chân Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Thượng tọa Thích Chân Trí, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc, chư tôn đức ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thành phố Sa Đéc. Trong buổi lễ có sự tham dự của ông Võ Ngọc Thành, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, ông Võ Văn Đức, Phó bí thư thường trực Thành ủy Sa Đéc, đại diện các ban ngành tỉnh và thành phố Sa Đéc, phường sở tại và đại diện của 15 gia đình có người thân mất vì đại dịch. Từ khi bùng phát đến nay, đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều mất mát cho nhân loại. Tại Việt Nam, theo thống kê trên cổng thông tin của Bộ Y tế về đại dịch COVID-19, tính đến 11 giờ ngày 19 tháng 11 đã có 23.476 người mất vì dịch bệnh này. Riêng tại Đồng Tháp, có 112 người dân Sa Đéc mất vì COVID-19. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 còn để lại rất nhiều hậu quả đau thương cho những người ở lại. Nhằm tri ân các cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên, đội ngũ y tế đã hy sinh trong công tác tuyến đầu phòng chống dịch, cũng như tưởng niệm những nạn nhân đã tử vong trong đại dịch, chư tôn đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc đã thực hiện nghi thức tụng thời kinh A-di-đà, cầu siêu cho 112 người qua đời tại đơn vị thành phố Sa Đéc.
lễ tưởng niệm cầu siêu thay lời tri ân của những người thân nhân đối với người đã khuất và hồi hướng công đức tới chư hương linh tử nạn vì COVID-19. Nhất tâm cầu nguyện chư hương linh được tái sinh về cảnh giới an lạc, đồng thời xoa bớt đi phần nào nỗi đau của những người ở lại, giúp họ tiếp tục vững tin vào những điều tốt đẹp của cuộc đời. Thực hiện hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đúng 20 giờ chính thức buổi tưởng niệm và cầu siêu cho nạn nhân COVID-19. Chư tôn giáo phẩm cùng đại diện lãnh đạo chánh quyền đối trước án thờ, làm nghi lễ niệm hương cầu siêu tưởng niệm trước bàn thờ Phật A-di-đà. Tất cả chư tăng Phật tử thắp 112 ngọn nến đèn sen và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân đã qua đời vì đại dịch. Bàn nghi lễ thực hiện nghi lễ truyền thống tâm linh, chư tăng tụng kinh Di Đà và phục nguyện theo danh sách cầu siêu và thí thực cho chư hương linh. Còn tại Bến Tre, cũng đúng vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đồng loạt thỉnh đại hồng chung tưởng niệm các đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch COVID-19. Buổi lễ diễn ra tại chùa Viên Minh, phường An Hội, thành phố Bến Tre. Tại tỉnh Bến Tre, cũng đúng vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2021, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đồng tâm thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm các đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch COVID-19, được diễn ra tại chùa Viên Minh, phường An Hội, thành phố Bến Tre. Quang lâm và chủ trì buổi lễ có Hòa Thượng Thích Nhật Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Kiểm soát Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Giáo thọ kiêm quản chúng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre và sự hiện hữu của 40 tăng sinh nội trú Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre. Trải qua thời gian dài, đại dịch COVID-19 diễn biến lây lan phức tạp đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của bà con nhân dân, đã có biết bao đồng bào tử nạn và các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ công tác phòng chống đại dịch tại tuyến đầu đã hy sinh tính mạng. Đây là tổn thất và là mất mát vô cùng to lớn. Nhằm xoa dịu nỗi đau của các gia đình có người thân tử vong do COVID-19 và cầu nguyện các hương linh được siêu thoát. Trên tinh thần hiệp thông của lễ tưởng niệm và thực hiện công văn của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre và các cơ sở tự viện trên địa bàn dừng mọi hoạt động, đồng loạt thỉnh đại hồng chung thực hiện nghi thức thắp nến tưởng niệm tri ân cầu nguyện cho các đồng bào đã tử vong và các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ đã hy sinh trong công tác phòng chống đại dịch. Đây cũng chính là thông điệp lan tỏa lòng nhân ái yêu thương, động viên khích lệ tinh thần các lực lượng đã và đang tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các tuyến đầu trên đất nước Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống đại đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, thích ứng an toàn và linh hoạt trong việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Nhật Tấn cũng có đôi lời huấn từ đến với chư tăng chùa Viên Minh. Sau lời huấn từ, những ngọn nến lung linh tỏa sáng được truyền trao từ Hòa Thượng đến với hội chúng để bắt đầu cho buổi lễ tưởng niệm tri ân và nghi thức kỳ siêu cho các anh linh đồng bào tử nạn, các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ tuyến đầu đã hy sinh vì nhân dân trong đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, hôm qua ngày 19 tháng 11, tức ngày 15 tháng 10 năm Tân Sửu, chư tăng Phật tử chùa Bằng Linh Thiên Tự, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã trang nghiêm tổ chức khai đàn dược sư truyền thống 7 ngày lần thứ 16. Ngày 19 tháng 11 năm 2021, tức ngày 15 tháng 10 năm Tân Sửu, chư tăng Phật tử chùa Bằng Linh Thiên Tự, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã trang nghiêm tổ chức khai đàn dược sư truyền thống 7 ngày lần thứ 16. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, gây ra nhiều thiệt hại to lớn trên toàn thế giới, vì lẽ đó Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, trụ trì chùa Bằng chia sẻ, đàn dược sư năm nay không tổ chức theo đúng pháp hội như mọi năm, không có chương trình thuyết giảng. Thay vào đó, chư tăng Phật tử chuyên tâm trì tụng kinh dược sư, cầu nguyện cho những nạn nhân đã mất vì dịch bệnh sẽ được siêu sinh tịnh độ, đồng cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn, quốc thái dân an, mong dịch bệnh sớm được tiêu trừ để cuộc sống bình yên trở lại. Đàn dược sư được thiết lập với 7 ban thờ, tượng trưng cho 7 vị Phật ở phương Đông.
Ngụ ý sâu xa ở pháp hội dược sư này là Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni muốn dạy hàng Phật tử phải hướng về nẻo ánh giác mà tiến tu. Quá trình tu tập phải trải qua 7 giai đoạn, được tượng trưng mật nghĩa bằng 7 thế giới của 7 Đức Phật ở phương Đông. Phương Đông là nơi mặt trời xuất hiện, xua tan bóng tối đêm dày. Càng gần Ta Bà bao nhiêu thì càng cách xa mặt trời bấy nhiêu. Trái lại, càng xa Ta Bà bao nhiêu thì càng lại gần mặt trời bấy nhiêu. Đó là ý nghĩa vi diệu của pháp hội dược sư mà chúng ta cần phải quán niệm. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 thứ tư bùng phát do biến chủng Delta lây nhiễm diện rộng ở nhiều tỉnh, thành phố, làm cho hơn 2 vạn đồng bào và cán bộ, chiến sĩ cả nước đã tử vong, hy sinh. Đúng vào 20 giờ cùng ngày, tại Chùa Bằng, Chư Tăng Bản Tự đã cùng các chùa cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt thỉnh chuông và thắp nến, dâng hương tưởng niệm, cầu siêu cho các vong linh tử vong do COVID-19. Sáng nay ngày 20 tháng 11, tại hội trường trụ sở Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận 8, số 5 Dương Quang Đông, phường 5, quận 8, đã diễn ra buổi lễ họp mặt 75 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2021, tổng kết hoạt động Hội Chữ Thập Đỏ và tuyên dương gương điển hình Hoa Việt Thiện năm 2021. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện Thượng tọa Thích Huệ Công, trưởng ban Phật giáo người Hoa thành phố, trưởng ban ban bảo trợ Hội Chữ Thập Đỏ quận 8, trụ trì chùa Long Hoa, ông Trần Văn Tuấn, phó chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu là ủy viên ban thường vụ quận ủy, ủy ban mặt trận Tổ quốc, các chức sắc tôn giáo, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ tiêu biểu, các vị y bác sĩ nhân viên phòng khám bệnh Chữ Thập Đỏ. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Minh, ủy viên ban thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ quận 8 đã ôn lại truyền thống kỷ niệm quá trình 75 năm xây dựng và phát triển Hội Chữ Thập Đỏ. Chương trình đã tổng kết hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ thực hiện trong thời gian vừa qua. Theo đó, các hoạt động cụ thể như hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng kinh phí chăm lo là 34.243.582.000 đồng. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 8 đã phối hợp tích cực cùng với Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 và các đơn vị mạnh thường quân trao 31.149 xuất quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, gồm lương thực và các nhu yếu phẩm trị giá 31.523.002.000 đồng. Với tinh thần nhập thế giúp đời, tinh thần từ bi trí tuệ mà Đức Phật đã chỉ dạy, Ban trị sự Phật giáo quận 8 đã cùng phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ để hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch vừa qua. Có thể nói, hành động san sẻ này thể hiện tinh thần đoàn kết nghĩa tình và tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn. Tiếp tục chương trình, kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin Phật giáo quốc tế. Thưa quý vị, chùa Đông Đại, tên tiếng Nhật là Todaiji, tọa lạc tại thành phố Nara, Nhật Bản. Ngôi chùa là một trong những di tích Phật giáo quan trọng bậc nhất ở thành phố Nara nói riêng và của Nhật Bản nói chung. Chùa Đông Đại được tạo dựng từ năm 743 và hoàn thành vào năm 751. Giai đoạn này chính là giai đoạn mà Phật giáo có ảnh hưởng lớn đến xã hội Nhật Bản và cũng là thời cực thịnh của Phật giáo tại Nhật Bản. Vào thời Thiên Bình, Nhật Bản chịu nhiều thảm họa và dịch bệnh bất ổn nghiêm trọng. Trước tình cảnh đó, năm 685, Thiên Hoàng Temmu ban sắc lệnh rằng mọi gia đình trên khắp đất nước đều phải lập một bàn thờ Phật tại Tư Gia. Người kế vị ông, Thiên Hoàng Somu, còn đi xa hơn nữa. Ông đã ban sắc lệnh mỗi tỉnh của Nhật Bản đều phải xây dựng một ngôi chùa chính để đoàn kết thống nhất toàn quốc. Hai năm sau, năm 743, Thiên Hoàng ban lệnh xây dựng chùa Đông Đại, một ngôi chùa trung tâm của toàn cõi Nhật Bản với kiến trúc cực kỳ lộng lẫy và đồ sộ nhất của Nhật Bản, và kêu gọi người dân Nhật Bản cùng góp sức để xây dựng ngôi chùa. Ông tin rằng với những việc làm này, đất nước sẽ thoát khỏi những tai ương và hiểm họa. Tuân theo sắc lệnh của Thiên Hoàng, thầy Gyokhi cùng với những đệ tử của mình đã du hành khắp các tỉnh thành trong nước để quyên góp cho việc xây dựng chùa Đông Đại. Theo những ghi chép còn lưu lại ở chùa Đông Đại, có hơn 2 triệu 600 ngàn người đã ủng hộ tài chính để kiến tạo bức tượng Phật vĩ đại và ngôi chánh điện của chùa. Quần thể của ngôi chùa hiện tại gồm có ngôi chánh điện, còn gọi là Đại Phật Điện, hai ngôi tháp 7 tầng, một giảng đường, tàng kinh các, khu tăng xá và một số công trình kiến trúc khác. Trong đó nổi bật và giá trị nhất là ngôi Đại Phật Điện. Ngôi Đại Phật Điện nguyên bản được hoàn thành năm 751, có chiều cao 48m, kích thước mặt bằng là 50 x 88m, được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ.
ngày nay Đại Phật Điện được ghi nhận là công trình kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới. Đại Phật Điện chính là nơi tôn trí pho tượng Phật Tỳ Lô Giá Na cao 15 mét. Pho tượng Phật vĩ đại này được đúc vào năm 749, hoàn thành vào năm 751. Theo sử liệu ghi chép lại, pho tượng Phật được tạo thành từ 40 phần ghép lại, đúc từ 443 tấn đồng, 440 kg vàng ròng và 198 kg thủy ngân. Và người ta đã dùng đến 7.560 kg sáp ong tinh khiết để gắn các mảnh ghép của pho tượng lại với nhau. Mặc dù có một thời phát triển khá huy hoàng, nhưng lịch sử của chùa Đông Đại cũng lắm thăng trầm. Chùa đã nhiều lần bị phá hủy bởi động đất và hỏa hoạn và cũng đã trải qua nhiều lần trùng tu kiến tạo. Nhưng lối kiến trúc của ngôi chùa thì vẫn lưu giữ được nguyên bản của nó. Lần trùng tu quy mô lớn nhất gần đây là vào năm 1709. Chùa Đông Đại được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1994. Chính vì thế, vào ngày 20 tháng 5 năm 1994, UNESCO đã chọn chùa Đông Đại làm địa điểm tổ chức liên hoan âm nhạc quốc tế. Sự kiện âm nhạc ấy đã được truyền thanh trực tiếp trong ngày 22 và 23 tháng 5 năm 1994 và phát truyền hình của 55 quốc gia trên thế giới. Hiện nay, chùa Đông Đại là nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa quý giá của Nhật Bản và cũng là nơi bảo tồn những nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nhật Bản, là một danh lam nổi tiếng bậc nhất. Chính vì thế, chùa Đông Đại ngày càng thu hút đông đảo khách hành hương trong nước và du khách quốc tế đến Nara để được chiêm bái Đại Phật Tỳ Lô Giá Na và được tham quan ngôi cổ tự giá trị này. Vừa rồi là các tin tức Phật giáo trong nước và quốc tế. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng theo dõi điểm tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, bản tin Phật sự 20 giờ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.